48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, Robert Greene và Joe Efe. Nguyên tắc 10. Tránh kẻ xấu số, để khỏi xui lây. Bạn có thể chết vì sự khốn khổ của kẻ khác, trạng thái xúc cảm cũng truyền nhiễm như bệnh tật vậy. Bạn tưởng mình cứu giúp người sắp chết đuối, nhưng thật ra bạn đang thò một chân vào tai họa. Kẻ xấu số đôi khi run rủi điều bất hạnh đến với họ, nhưng họ cũng run rủi bất hạnh đến với bạn. Bạn chỉ nên cộng tác với người hạnh phúc và may mắn. Nguyên tắc 11, làm cho người khác phụ thuộc mình, muốn giữ vững độc lập, bạn phải là người được cần thiết, được yêu cầu, mọi người càng dựa vào bạn thì bạn càng rộng đường thao tác, mọi phụ thuộc vào bạn để được hạnh phúc ấm no và bạn không việc gì phải sợ. Đừng bao giờ dạy họ đến mức họ có thể tự lập mà không cần mình. Nguyên tắc 12, sử dụng nhân nghĩa có lựa chọn, một nước cờ có vẻ trung thực và lương thiện sẽ che đậy hàng tá hành động bất lương. Những động tác tốt bụng và bao dung sẽ hạ thấp sự cảnh giác của những người đang nghi nhất. Một khi sự trung thực có lựa chọn của bạn đã tạo ra một chỗ hở trên giáp bị của đối phương, bạn sẽ tha hồ đánh lừa và thao túng họ, một món quà đúng lúc như con ngựa thành troi sẽ đáp ứng cho cùng một mục đích ấy. Nguyên tắc 13, nhờ bằng tư lợi, đừng kêu gọi lòng thương, không đề cập ân tình, khi cần đồng minh giúp đỡ, đừng nhắc nhở việc hắn thụ ân ta trong quá khứ. Hắn sẽ tìm cách phớt lờ, ngược lại, hãy cho hắn thấy những lợi ích sẽ đạt được khi hai bên liên kết, và ta hãy phóng đại khoản lợi nhận ấy nhiều lên, hắn sẽ nhiệt tình trợ giúp khi biết rõ có lời. Nguyên tắc 13. nhờ bằng tư lợi, đừng kêu gọi lòng thương, không đề cập ân tình. Khi cần đồng minh giúp đỡ, đừng nhắc nhở việc hắn thụ ân ta trong quá khứ. Hắn sẽ tìm cách phớt lờ, ngược lại, hãy cho hắn thấy những lợi ích sẽ đạt được khi hai bên liên kết và ta hãy phóng đại khoản lợi nhuận ấy nhiều lên, hắn sẽ nhiệt tình trợ giúp khi biết rõ có lời. Nguyên tắc 15. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Từ thời Mô xê sợ cho đến ngày nay, mọi lãnh tụ đều biết rằng hệ đánh địch là phải triệt tiêu, nếu còn chút than hồng âm bỉ trong đống cho tàn, cho dù có yếu cách mấy thì sẽ có lúc ngọn lửa lại bùng lên, chẳng thà diệt sạch còn hơn để răng dở. Địch thủ sẽ phục hồi và báo thù, hãy tàn sát chúng không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Nguyên tắc 16, biết đầu cơ sự hiện diện, càng lưu hành nhiều thì tiền càng mất giá, mọi người càng thấy và nghe ta càng nhiều thì ta càng trở nên tầm thường, khi đã có vị trí trong tập thể, thỉnh thoảng ta nên ẩn mặt để mọi người bàn tán, thậm chí ngưỡng mộ, ta phải biết lúc nào nên lùi gót. Hãy tạo thêm giá trị bằng sự quý hiếm.